Ok. Và hello anh em nhé, chào mừng em quay trở lại với channel của mình là Thế Di đây. Và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là series Liên Quân Mobile nha anh em. Với sự ra mắt của vị tướng đó chính là Kira anh em ạ. À nhầm, ra mắt của cái trang phục Nezuko anh em ơi. Trang phục này, trang phục Kira. Đấy, Kira Nezuko Kamado anh em ơi. Và chúng ta sẽ cùng xem chơi như thế nào nhé. Lượt đầu chỉ có gần 9 quân huy thôi anh em ạ. Thời gian từ ngày mùng 6 tháng 5 đến ngày mùng 1 tháng 6 anh em ơi. Xem ngay nha. Rồi chúng ta sẽ cùng thử mở ra. Sẽ có thể lấy được Nezuko trang phục anh em ạ. Lượt đầu chỉ cần 9 quân huy thôi. Ở đâu nhỉ anh em? Ok, thử giữa xem nào. Ok. Nezuko tít chỗ này anh em ạ. Bên này. Khó đấy. Nezuko đâu? Nezuko lại vẫn ở cuối à? Ảo ma thật sự luôn anh em ạ. Chẳng lẽ nó lại ở cuối tiếp? Tôi nghĩ là vẫn ở giữa rồi anh em ạ. Vấn đề Nezuko ở đâu? Nezuko Kamado. Tôi hết đấy rồi anh em ạ. Khó thật sự, khó ra thật sự luôn. Tôi được cái gì nhỉ? Lượt đầu nâng cấp thẻ skin này. Xé lịch tháng 7 nhận skin mỗi tháng một trận. Nhận quà ngẫu nhiên à? Nói chung là ra Nezuko khó lắm anh em ạ. Không dễ đâu nhá. Vẽ bùa này. Chúng ta nhận tất mấy cái này đi. Vé miễn phí này. Tuần 2 này, đăng nhập này. Sự kiện mời bạn này. Choa được cái gì nhở? Thật ra thì mình cũng không rõ là mình nhận được cái gì luôn. Có skin Nezuko ngon quá nhưng mà không nhận được. Qua từ sự kiện này. Hiệu ứng hạ gục Nezuko Kamado này. Qua sự kiện hiệu ứng hạ gục Nezuko 3 ngày. Cáu kỉnh 7 ngày. À cái gì nhỉ? Tặng bạn bè ra để thân thiết. Ok, nhận tất đi anh em ơi. Cần tải tất mô hình 3D hiện đang dùng wifi. Ok. Rồi chú ai nhận được tất cả chưa? Hiệu ứng hạ gục Nezuko Kamado. Nezuko cáu kỉnh 7 ngày. Bộ trang bị. Rồi anh em ơi. Nhận hết cái đống này đã xong tí sau. Rồi. Chắc là tôi đã nhận hết rồi đấy. Nó là con Kira anh em. Kira con nào nhỉ? Mình chưa chơi bao giờ luôn. Để mình sẽ đấu thường một trận nhá. Để xem chơi con Kira theo kiểu gì. Nhìn chung là lấy được Nezuko là một cái gì đó rất là khó anh em. Anh em sẽ tốn rất là nhiều quân huy thì anh em mới có thể lấy được Nezuko ha. Rõ ràng là cái ở giữa mà mình ấn vào cái giữa mà cuối cùng cũng không ra Nezuko. Chẳng hiểu sao. Xem qua có Nezuko chưa? Để chúng ta cùng xem Kira. Kira là con nào? Kira là con nào nhỉ? Mình cũng không rõ con Kira là con nào luôn anh em. Sát thủ Kira. Ok, thử xem nhé. Kira. Muốn thử chơi con đấy xem như thế nào nhưng mà chắc là không cho chơi rồi. Mình đoán là như vậy thôi. Rồi thế thì có gì đấy? Mình sẽ chơi con gì bây giờ anh em? Tôi đang không biết sẽ chơi con gì bây giờ. Thôi sẽ chơi Van Hell đi anh em ơi. Rồi, Van Hell cũng được. Đình hợp lý rồi đấy. Mình xem con Kira, mình không đánh nhiều nên mình không biết Kira. À. Đây, có Kira rồi. Tiến thử chơi Kira xem nào nha. Kira Liên Quân Mobile, có ai gọi không? Lawrence Mariana. Một trận này chắc cũng sẽ nhanh thôi anh em ạ. Cũng không lâu lắm đâu.
thử vận may để mở khóa ra Nezuko nhưng mà hơi khó nhỉ. À có skill của Nezuko nhá. Ôi Toro à. Tôi có ý của Toro rồi. Nhưng mấy con này khá là dễ chơi á. Nó không như con này khá dễ dàng, khá là dễ dàng. Tiếp sẽ thử tìm Kira và thử đánh tí nhá. Chạy rồi. Đẩy trụ ăn quái. Con kia ra cái là mình đánh luôn anh em ạ. À cái này để tăng thêm vàng anh em ơi, tội gì đúng không? Xổ. Chết. Ok anh em ơi, nice. Tốc đánh à. Mình có tốc biến đáng lẽ mình có thể giết được nó anh em ạ, nhưng mà thôi. Thôi kệ. Đằng nào thì chả thế nhờ, đằng nào chả đẩy được đúng không? Bắn đi bạn. Ok, về nhà ăn cái hồi máu với hồi năng lượng cái nhờ. Rồi. Chưa đủ đam, chưa đủ đam. Con Vira này khỏe lắm anh em ạ. À. Nó vừa kéo mình vào cái à. Khá thốn à. Đợi thôi, đợi Toro lên đấy nhờ anh em. Ây à, tốc đánh à. Thôi xong. Tí tiêu ăn. Chắc là tôi phải biến về cái anh em ạ. Hạ Toro rồi. Và làm gì? Về đi. Mình hồi máu cái. Còn Vì à khỏe quá, trâu quá. Hơi khó đánh. Ra cứu bồ nào. Và tốc đánh vậy. Tốt, nice. Con kia là KS anh em ạ. Con kia là KS rồi. Con kia lao thẳng vào con trụ làm gì vậy. Hỏi chấm luôn. Tôi cần thêm đam anh em ạ. Như thế này là vẫn chưa ổn lắm. Nó gánh tốt phết ạ. Nó không cho mình đánh luôn đấy. Mẹ lều, cái nồi gì đây? Chết mày đi cưng. Hay, nice. Thôi về đã. Vừa mới lên được tí rồi, đã phải về rồi. Từ từ. Vừa mới lên một tí phải ăn hết cái đống rừng này xong rồi về anh em ạ. Giết được có một con à. Ok ok. Đang đánh nhau rất hăng ở dưới boss à. Hôm nay chủ nhật chắc là đông người chơi à. Steam mình chết liên tội rồi. Không thể hiểu luôn ạ. Làm sao mình có thể cân được. Làm sao mình có thể gánh kèo được đây. Gánh bằng niềm tin à. Gánh bằng niềm tin và hy vọng à. Không anh rồi. Gánh quá khó rồi anh em ơi. Không biết là gánh kiểu gì đây. Mình có level 6. Sắp hạ được cái trụ dưới rồi anh em ạ. Bình tĩnh. Ok. Chắc cả team mình sẽ chết thêm rồi. Sổi bá đạo vãi nồi luôn, khỏe thế. Công vật lý này. Ok, Vira đang xuống dưới ạ. Con nồi Vira đang xuống đây. Tốt anh em ơi. Hay, làm hai mạng luôn. Quá ngon luôn. Nhờ. Có thêm đồ thì chúng ta sẽ lên phá nhà rất là nhanh thôi.
Đó, xong rồi đấy. Ăn luôn cái này đi, không cho nó ăn luôn. Cái nồi gì? Xin lỗi. Xin lỗi bạn đi, khi giờ đã khỏe lên rồi thì các bạn tuổi tôm nhé. Chúa đang gánh cả cái tim nồi này. Chúa ăn con tà thần này. nhờn bắn trưởng bắn sổi khỏe vẫn lêu. Chắc tôi sẽ đẩy cái trụ kia để kết thúc cái trận này cho nhanh anh em ạ, làm có quả bồ đỏ phát xong rồi đấy. Tỷ lệ chí mạng anh em ơi, lại lên hạ tiếp con Linus. Kiểu nó thôi, mình không cần quan tâm đến bọn nó luôn. Chết luôn. Ok. Nào, let's go. À, định móc lốp à? Móc lốp à? Từ từ á. Bọn nó chết hết rồi anh em ơi. Rồi, phá nhanh. Ok, ôi, trụ bắn. Xin cái tuổi bạn ơi, nice, về đi á. Ok, về đã. À, tiếp theo sẽ đẩy ở đường giữa hoặc là đẩy đường. Nice. Ta đã tha mày rồi, mày vẫn cố tình rồi mày lên nữa thì ta phải đánh mày thôi. Ok chưa? Rồi, lên. Trụ trên hoặc là trụ giữa hoặc chỗ bất kỳ chỗ nào cũng được anh em nhá. Cho ăn thêm con bồ đỏ cái. Bồ đỏ như ăn rồi đúng không? Chưa. Ok anh em, let's go, bây giờ khỏe rồi đấy, bây giờ phá đường giữa được, hoặc là đây ăn con này cũng được anh em ơi. Ăn rất nhanh anh em ạ, cái chiêu cuối này hồi nhanh quá, thật sự là thích anh em. Rồi, ngon rồi đấy anh em ạ. Gọi ra luôn để là đẩy luôn đường dưới giữa anh em ơi. Tội gì đúng không? Trong rừng xem. Ở đâu ấy? Bắt được luôn một con anh em ạ. Cứ lục cái bùa, khỏe quá. 15 không rồi. Đang tuyệt vời rồi. Phá nhà đi. Phá nhà này siêu nhanh rồi. Con này bắn nó từ ngoài tầm trụ bắn anh em ạ. Ok, nice. Thẳng nhà bạn ơi, đàm rất lớn anh em ạ, ok chưa? Sao chú đối phương đã bị phá hủy anh em ạ? Sồi, đấy con này mình rất là thích nha anh em, bắn rất là sướng, rất là đã luôn á. Bắn phát thì anh em thấy thốn đâu. Tôi có rất nhiều hiệu ứng, định xuống dưới ăn thêm con kia mà thôi, có lẽ là sẽ kết thúc trận này nhanh thôi nhỉ. Bao nhiêu con ra đây thì cũng chết thôi bạn ơi. Chết luôn, double kill luôn. Vira khá khỏe, nhưng mà vẫn không thể chống lại được cái chết anh em ạ. Định nhá.
Thắng rồi anh em ơi. Chúng ta thắng rồi. Và hoàn hảo luôn. Victory. Chiến thắng rồi anh em ơi. Ấn vào màn hình tiếp tục. Rồi. Thì mình vẫn là thôi, vẫn là MVP thôi. Đánh thường thì nó dễ quá. Không phải là được nhận thử cái hoa hậu gì đó anh em ạ. Mình xem vào tướng nhá. Kira Mina Butterfly Adurin. Đẹp hết. Đây những cái tướng mà chúng ta chưa sở hữu anh em ạ, miễn phí này. Fratino, Lataria, Laurien, Slim, Kira, đây con tên là Kira anh em ạ. Violet ngộ không, hình như con đấy cũng đang rất là khỏe, rất là nhiều người đánh nha. Grass Wonder Woman, Crest, Azenka, Kira là con nào nhỉ? Theoanas, Flash, Ata, Jata, Rossi, Isa, Sifina, Kira rồi, thấy rồi anh em ơi. Kira là sở trường là tiền đạo anh em. Sinh mệnh, độ khó là 4 sao. Sát thương tay là 4. Hiểu kỹ năng. Tướng này nó sẽ giá tầm khoảng 18.000 vàng. Ok, có trang phục à? Y tá, học viện. Nezuko đâu? À đây rồi, Nezuko này anh em. Oh my god, đây là Nezuko này. Đẹp chưa? Ok, chúng ta có thể vào đấu luyện để xem được cái skill, một skill của đấy nhá, của Kira. Đấy. Nhưng mà mình muốn muốn xem cái gì nhỉ? Tôi không được ấy à? Không được vào để xem cái bộ skill của Nezuko à? Rõ ràng là có cái đấu sĩ, xạ thủ, chắc là xạ thủ thôi. Caffeine. Thật ra nó cũng không phải là xạ thủ anh em ạ. Xạ thủ. Đâu nhỉ? Con Kira là nó ở đâu nhỉ? Kira là sát thủ anh em ạ. Sát thủ có vẻ khá khó chơi đấy. Trang phục này mình không được thử trang phục ở đâu. Nhưng mà thử thì quá ngon ha. Mô hình này, mô hình vẫn đang trong danh sách tải anh em ạ. Đấy, Nezuko này đẹp chưa anh em? Siêu đẹp luôn. Bước ra từ trong cái tủ à, cái hộp à. Đây là trạng thái bé tí. Ui, đẹp phết nhờ. Nezuko Kamado. Cái trang phục này có bán không? Khiến người ta vừa yêu vừa sợ. Có mô hình này. Thay đổi biểu cảm. Đây là các biểu cảm của... Đấy, biểu cảm này. Rồi. Ok. Tự động dùng. Đấy, mình có cái biểu cảm đây nhưng mà... Mua tướng à? Phải mua tướng anh em ạ. Trang phục không bán. Trang phục này phải... Ở trong sự kiện ra mở ra mình có cơ. Đẹp dã man luôn. Rồi chúng ta skip nhé. Xin chào anh em nhé.